Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cao tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 năm canh tí. Ngày này là ngày đinh mão tháng kỵ sửu năm canh tí. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh. Giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long. Giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường. Giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày đinh mão, tức chi sinh cho can, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi tân dậu quý dậu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành màu cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi ất dậu quý dậu, quý tỵ, quý hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương. Sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao phi ma sát, hay còn gọi là sao tai sát, kỵ về giá thú, nhập trạch sao quả tú xấu đối với cưới hội vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bạn tuổi Tý đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn chẳng được suôn sẻ cho lắm. Bạn mệnh tuổi tí dễ cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói của những người ngoài. Chẳng thể trách được việc bị người khác bàn ra tán vào về chuyện riêng tư của bạn. Đó là điều mà với bạn tuổi tý luôn nên phải biết rõ. Nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với những lời ác ý đó thì bạn lại không thể chịu đựng nổi. Bên cạnh đó, cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi tý, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Tý cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ tình cảm của mình. Nếu bạn cứ thả trôi mình, thiêu cảm xúc mà dần dần cảm thấy mình sai lầm, thất vọng với đối phương thì chẳng sớm thì muộn cái mối quan hệ của bạn cũng sẽ bị rạn nứt. Vài từ vi tuổi giáp tí thuộc kim tình cảm dễ chịu tác động của người ngoài tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cần phải tỉnh táo để không mắc bậy của tiểu nhân tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nên tìm cách để bảo vệ tình cảm của mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đại yêu thì nên kiên trì giữ vững lập trường tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng dễ dàng lung lay ý chí khi bị đả kích và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi Sửu kiếm tiền chưa được thấy đâu nhưng đã thấy báo lộ về với mình các khoản đầu tư mà với bà tuổi Sửu đã dồn tiền vào chẳng hề có chút hy vọng gì cả Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi Sửu, tiểu nhân có thể đã dùng chiêu trò mưu mẹo mà lừa gạt tiền bạc của bạn một cách choáng váng. Chỉ một phút thiếu tỉnh táo, bị lòng tham chia mắt thôi là với bà tuổi Sửu đã đánh mất công sức của mình, cố gắng bấy lâu nay rồi. Ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có mọc thổ xung khác cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn cũng chẳng được như ý vợ chồng của bạn tự xỉu có thể vì chuyện tiền bạc này mà nảy sinh những mâu thuẫn tranh cãi với nhau bạn nên tìm cách để tâm sự chia sẻ những khó khăn của mình càng sớm càng tốt vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tiểu nhân ngáng trở kiếm tiền khó khăn tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy tình cảm không được như ý dễ chịu tổn thương tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa mệt mỏi căng thẳng với sức ép không ngừng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên hiểu và thông cảm cho nhau tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tiền bạc không phải là thứ có thể dễ dàng lấy được và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi Từ vi tuổi Dần thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với ba tuổi Dần chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hội nâng đỡ cho nên với bà tuổi Dần có thể gặp gỡ bạn bè trong ngày hôm nay sẽ mang tới cho bạn có được nhân duyên bất ngờ tìm thấy được người mình mong đợi đã lâu bạn mạnh tuổi dần, đừng từ chối khi tình yêu đã gọi cửa trái tim. Đâu phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu. Ngoài kia, bao nhiêu người mong muốn được trải qua cảm giác ngọt ngào mà bạn đang có ấy chứ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cảnh báo cho bạn tuổi dần, hãy đi từng bước một đừng quá vội vàng làm theo cảm tính của mình mà khiến cho đối phương có cảm giác sợ hãi tình yêu không thể nào đốt cháy giai đoạn được đâu bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy nhân duyên tới cần phải nắm bắt ngay. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đừng lo lắng về những chuyện chưa xảy ra. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên biết điểm dừng đừng đi quá xa. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc có những chuyện trở nên thẳng thắn quá mức, từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, tình duyên, khởi sắc, có được hạnh phúc. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi từ vi tuổi mão thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày cố thực thần chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Mão đang có được báo hiệu kiếm tiền rất chi là dễ dàng. Trong lúc người khác được thảnh thơi thì với bà tuổi mão luôn chăm chỉ làm việc, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn cực kỳ là hanh thông, thuận lợi. Lợi nhuận thu về trong ngày này đối với bà tuổi mão là niềm mong ước của biết bao nhiêu người. Với bà tuổi mão, bạn không hề bộn lợ bất cứ cơ hội nào đến với mình. Buôn bán phát tài là chuyện ai cũng mong muốn, với bà tuổi mão cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cũng là dấu hiệu không tốt về sức khỏe cho bạn với bạn tuổi mão bạn cần phải lưu ý hạn chế uống rượu bia hút thuốc lá những ngày này không nên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đặc biệt là chức năng gan thận của bạn sẽ bị ảnh hưởng lớn về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy tiền bạc được dồi dào kiếm tiền nhanh chóng từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa làm ăn tấn tới phát tài phát lộc tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ sức khỏe có vấn đề dễ cảm thấy mệt mỏi Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc cần phải kiểm soát bản thân cho thật tốt Từ vi tuổi quý mão thuộc kim đừng để mình sa đà vào những trò chơi không đáng và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử thìn trong ngày này đang gặp ngày thìn mạo tương hại cho thấy với bà tử thìn đang có những bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng đã liêu thang một cách rõ rệt, có thể sẽ khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng vô cùng nữa. Người khác thì được vui vẻ bên gia đình trong những ngày như thế này, còn đối với bà tử thìn chỉ mong muốn có việc gì để đi ra ngoài cho khuây khỏa. Bạn mệnh chưa tìm được cách để hóa giải những mâu thuẫn, tìm lại bình yên cho gia đình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tử thìn, bạn lại đang gặp được ngày có chính quan nhập mệnh. Có thể việc tập trung của bạn cho công việc trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn khuây khỏa được phần nào sau những sự căng thẳng về chuyện tình cảm. Và biết đâu những sự cố gắng của bạn lại làm nên kỳ tích thì sao? Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ bất đồng liên minh, quan hệ lạnh nhạt. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, mau thuận nảy sinh từ những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên tập trung thời gian cho công việc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đừng để mình căng thẳng quá mức. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy có thể đi đến một nơi khác để giải khuây cho mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn đang có được báo hiệu có sự tăng tín không ngừng thu nhập từ công việc chính của bạn giúp cho bạn thoải mái trong việc chi tiêu không có nhiều chuyện cần phải lo lắng về tiền bạc trong ngày hôm nay Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày của mộc sinh cho họa vượng. Đây là dấu hiệu vui về chuyện tình cảm sắp tới cho bạn. Và hôm nay với bà tuổi tỵ quả là một ngày may mắn khi mà cả chuyện tiền bạc và chuyện tình cảm của bạn đều rất vượng sắc, được như ý muốn. Dù là đối với những bạn đang còn độc thân hay là những bạn đã có đôi có cặp, thì đều có được một ngày rất chi là vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Bạn mệnh có thể sẽ tìm gặp được một nửa của mình sau những buổi tụ tập bạn bè. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tài lộc được tăng tín có thu nhập vững vàng. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình cảm thăng hoa hạnh phúc ngập tràn. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tiền bạc được dồi dào không lo tống thiếu từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim có thể sẽ cần đến nhiều thời gian cho người thân từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy thu nhập được ổn định thoải mái trong việc chi tiêu vài đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 9 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Sửu tuổi Thân từ vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang có điểm báo dễ chịu nhiều tổn thương do chuyện tình cảm gây ra. Và ngày này với bà tuổi ngọ đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình sông, tí ngọ mạo dậu. Cho nên các chuyện tình cảm đôi bên không thực sự hiểu được nhau nên có thể sẽ dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc. Với bà tử ngọ, tính tình thẳng thắn nhưng cũng có những lúc bạn thực sự không biết phải mở lời ra sao với đối phương để cho người ấy hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà mình đang gặp phải bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tử ngọ bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài giúp sức tạo ra cái điểm sáng cho bạn trong ngày hôm nay đó chính là con đường tài lộc của bạn đang có được báo hiệu có sự bùng nổ. Bản mệnh tuổi mão có thể sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống, có thể là do trúng thưởng, trúng số do may mắn. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tổn thương sâu sắc do chuyện tình cảm gây ra. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, mau thuận tình cảm dẫn đến sự rạn nứt. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tiền bạc bất ngờ thoải mái chi tiêu từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện tình cảm của mình từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có nhiều cơ may phát tài trong tầm tay và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mùi á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang có báo hiệu hung cát đan xiên. Và ngày này với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cho nên, cái chuyện tình cảm lứa đôi là không thể cưỡng ép được. Khi tình yêu tới thì là do duyên phận tới, đừng có cố gắng từ chối hạnh phúc của chính mình bạn tuổi mùi nhé. Và với bạn tuổi mùi, bạn mệnh hiểu được chính bản thân mình, biết được mình muốn gì, cần gì ở nửa kia của mình thật hiếm có khi tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Đừng có vì bất cứ lý do gì mà để cho hạnh phúc tụt qua khỏi tầm tay của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cảnh báo về cái phương diện tài lộc của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn đang có những suy nghĩ sai lầm, mù quáng khiến cho bản mệnh đứng trước nhiều nguy cơ mất tiền hao của do sự tin tưởng lầm người giao trứng cho ác mà ra. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình yêu tới gọa cửa trái tim tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa cần phải nắm giữ hạnh phúc trong tay tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ đừng có để mình phải hối hận về sau này Từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc có nhiều nguy cơ hao tiền tốn của vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang có điểm báo gặp nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm và ngày này đối với người khác có thể được vui vẻ bên gia đình nhưng với bà tuổi thân lại bị mọi người nhắc nhở quá nhiều về chuyện yêu đương và với bà tuổi thân duyên phận chưa tới thì bản mệnh cũng chẳng thể biết làm thế nào để có được tình yêu như mong ước bạn không dám liều mình bước chân khi chưa nhìn rõ tương lai vì sợ lầm đường lạc bước. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với mặt tự thân, không khí gia đình cũng trở nên căng thẳng và ngọt ngạt có thể khiến cho bạn muốn tìm kiếm niềm vui ở những nơi khác thay vì ở bên gia đình, người thân của mình mà phải chịu những tiếng thở dài vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy không khí gia đình căng thẳng và áp lực tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa có nhiều chuyện khúc mắc trong chuyện tình cảm tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cô độc trong chính căn nhà của mình tử vi tuổi canh than, thuộc mộc mệt mỏi với những lời quan tâm thô lỗ tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có điểm báo sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải đứng ra là người giải hòa cho những mâu thuẫn bất đồng trong gia đình. Và với bà tuổi dậu cứ nghĩ là mình sẽ có được một ngày vui vẻ bên gia đình nhưng lại phải chịu thất vọng về điều đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi dậu bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, tí ngọ Mạo dậu cho thấy với bạn đang có những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm và không thể không đối mặt, trốn tránh chỉ làm cho vấn đề càng trở nên nghiêm trọng và Cuối cùng thì bạn cũng đã hiểu được điều này và không làm những chuyện tốn công vô ích nữa. Và trong ngày này với ba tuổi dậu, bạn mệnh cũng có thể sẽ cảm thấy bất mãn với chính nửa kia của mình do đôi bên không thực sự thấu hiểu cho nhau. Ai cũng có lý lẽ riêng của mình nhưng lại chẳng muốn đối phương được như ý. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy đừng chỉ nghĩ mình là luôn đúng từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa mâu thuận bất đồng liên min từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ bị chặn lại giữa hai dòng nước từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc chán nản khi không có ai hiểu được mình từ vi tuổi quý dậu thuộc kim có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn vài đánh giá của bà tử dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày tuất mạo nhị hợp cho nên với bà tuổi tuất sẽ có được những cơ hội tốt để khẳng định tình cảm của mình đối với người ấy bạn mệnh sẽ cần phải chấp lấy thời cơ nắm bắt hạnh phúc về cho mình ngày này đối với các cặp đôi thì đây là dịp để các bạn tăng thêm nhiệt cho mối quan hệ của hai người. Đôi bên cũng có thể cùng nhau đi du lịch hoặc là về ra mắt hai bên gia đình. Ngày chung vui của hai bạn có lẽ cũng không quản xa xôi nữa. Các cặp vợ chồng hãy nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm và cuối năm ai cũng bận rộn với công việc sẽ cần phải dành nhiều thời gian cho nhau để không xuất hiện những khoảng cách giữa hai người nữa về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ tình duyên hài hòa có được nhiều cơ hội từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần tìm cách hâm nóng tình cảm từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nhớ đừng để cho bản thân phải chịu ấm ức từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có thể sẽ cảm thấy hạnh phúc trong chuyện tình cảm về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. tử vi tuổi hợi thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cho nên với bà tuổi hợi đang có được báo hiệu có nhiều cơ hội để hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ về tình cảm của mình. Bản mệnh tuổi hợi không cần phải dùng chiêu trò gì cả, chỉ dùng chính tình cảm chân thành của mình là đủ rồi. Sự chân thành có thể làm rung cảm cả quân tim và có thể giúp cho những trái tim đang xa xích lại gần nhau hơn. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, muốn bày tỏa tình cảm với đối phương cũng hãy dùng sự chân thành để chinh phục bạn nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chứa mệnh, ngáng trở bạn. Mặc dù thuận lợi trong chuyện tình cảm, nhưng bạn mệnh lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Và với bà tuổi hợi, dễ dàng đánh mất khoản tiền lớn do tin lời dụ rõ nguồn ngoặt của những kẻ tiểu nhân trong ngày. Về từ vi tuổi ất hợi, thuộc hỏa, tiền bạc bị tổn hao, dễ mất lòng tin. Từ vi tuổi đinh hợi, thuộc thổ, tình cảm thăng hoa, có nhiều thời gian bên nhau. Từ vi tuổi kỷ hợi, thuộc mộc, nên hiểu rõ thời cơ để không bị lỡ bước. Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, cần tìm hiểu thông tin trước khi làm bất cứ việc gì. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, đôi khi cần phải biết mình đang đứng ở đâu. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.